Hoàng Thư xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các bệnh lý về cơ xương khớp và cột sống là những vấn đề sức khỏe mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Do nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ người mắc đau cột sống, đau mỏi vai gáy ngày càng tăng, và một trong số đó là kèm theo đau nửa đầu, mất ngủ. Những bệnh lý đó cảnh báo điều gì, có nguy hiểm không và cách điều trị như thế nào? Trong chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đau đầu, đau mỏi vai gáy, nguyên nhân và cách điều trị, để từ đó chúng ta có cách biết nhận biết bệnh, phòng ngừa cũng như là điều trị một cách hiệu quả. Chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng trực tiếp trên BTV1 từ 15 giờ đến 16 giờ vào thứ sáu hàng tuần, và chương trình hôm nay có sự đồng hành của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả quan tâm đến chủ đề này có thể liên lạc đến những số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình đang chạy trên chân của màn hình đó ạ. 02743844388 và số điện thoại 0907289505, 0906700345. Và có thể đặt câu hỏi trên fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương để được trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình. Và cũng đồng hành trong chương trình hôm nay thì Hoàng Thư xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng trao đổi với chúng ta trong chương trình hôm nay. Xin được chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ Ngọc đã đến tham gia trong chương trình hôm nay ạ. Chào Hoàng Thư và chào quý vị khán giả xem đài ạ. Trước khi trao đổi với bác sĩ của chương trình thì Hoàng Thư xin được mời quý khán giả sẽ cùng dành một ít phút để chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến thăm khám và điều trị đau nhức xương khớp với nhiều bệnh lý khác nhau như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau mỏi vai gáy, cong vẹo cột sống, chấn thương thể thao. Ông Ngô Văn Kính ở Long An bị thoái hóa cột sống thắt lưng, trượt thân đốt sống L4 ra trước độ 1. Ông bị đau nhức đi đứng khó khăn. Ông đã tìm hiểu đắn đo giữa các phương pháp điều trị bệnh và đã chọn điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức. Lúc đầu thì không biết bệnh gì, đau nhức quá tôi đi không được, tôi mới đến bệnh viện. Rồi bệnh viện mới là cho tôi đi chụp MRI. Thì trong khi kết quả MRI bác sĩ coi là bác sĩ nói tôi bị thoát vị đĩa đệm. Đó cột 4 cột 5. Rồi với lời gì nữa nó không biết. Thì bác sĩ có tư vấn với tôi, chú ơi thôi bây giờ cái bệnh của chú á, thì tư vấn với chú là phải giải phẫu. Tôi không làm cái giải phẫu, bác sĩ mới cho tôi nằm viện lại. Mấy đâu cả 10 ngày để theo dõi trị liệu. Nhưng cuối cùng bác sĩ nói là không được chú, cái bệnh chú phải là giải phẫu thôi chứ còn uống thuốc là không hết. Thì tôi thì không thích giải phẫu cho nên tôi về nhà rồi kiếm thuốc nam uống cỡ 2 tháng vậy đó. Mà cũng không hết, cũng vẫn đau mà đau càng ngày càng nhiều. Trong khi đó tôi cũng theo gọi đài, tên đài BTV1, tôi thấy cái phòng khám chức năng này, tôi thấy tôi ưng ý. Đó có cái, cũng có tư vấn với một số bệnh nhân, tôi thấy tôi ưng ý tôi mới đến cái phòng khám này tôi trị liệu, và đến nay tôi đã được 3 tuần. Trong khi đó thì tôi thấy là cái bệnh tôi giờ nó rất thiên giảm rất nhiều, chỉ đứng thoải mái. Chưa hết hẳn 100% nhưng mà được 70-80% rồi. Tùy theo tình trạng bệnh của mỗi người mà bác sĩ phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức xem xét các triệu chứng để tìm ra nguyên nhân của bệnh và đưa ra phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Những phương pháp trị liệu được áp dụng tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức giúp người bệnh giảm thiểu những cơn đau, phục hồi nhanh mà không cần phẫu thuật. Thưa quý khán giả, đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy là những cái triệu chứng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua một lần trong đời. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay thì Hoàng Thư dành cho bác sĩ Ngọc là bác sĩ có thể cho biết những cái cơn đau đầu, đau mỏi vai gáy chúng ta vừa chia sẻ thì nó có liên quan và cảnh báo điều gì và cũng như tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của mỗi người ạ? Chào MC và chào khán giả xem chương trình. Thì cái đau đầu mà đau mỏi vai gáy á, hầu như là thường xảy ra ở đối với những người mà ở trẻ tuổi á, thì nó là theo cái nghiên cứu á, thì người ta sẽ đã tìm ra rồi đó là do là đa số là do cái thiểu năng tuần hoàn não, có nghĩa là cái máu nuôi lên não á, nó khó khăn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân sau đó nữa, ví dụ như những cái bệnh lý về tim mạch hoặc là các cái bệnh lý về động mạch mà bị xơ vữa đi, hoặc là các cái bệnh lý về cột sống cổ.
thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng là đau đầu, đau mỏi vai gáy. Nhưng mà cái đau đầu, đau mỏi vai gáy á, đối với những người mà trẻ tuổi á, thì người ta thường người ta nghĩ là chắc mình công việc mình áp lực này kia, mình làm việc nhiều hay căng thẳng trong một cái môi trường mà nó quá ư là căng thẳng cho nên là nó sẽ bị thôi. Người ta thường bỏ qua, nhưng mà thực sự cảnh báo là cái đau đầu, đau mỏi vai gáy á, nếu mà để lâu không trị thì nó để rất là nhiều cái biến chứng. Hoặc là cái mà ghê gớm nhất thì nó có thể gây ra cái vấn đề là đột quỵ, là do là máu bên não nó bị thiếu, nó không là cái cung cấp cái oxy, cái chất dinh dưỡng cần thiết cho não, nó không có đầy đủ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên bây giờ sau này mình thấy hay thấy là đột quỵ ở người trẻ nó rất là nhiều, đó là do là cái thiếu máu nuôi lên não, và nó làm cho bệnh nhân đau đầu, đau mỏi vai gáy. Nó là một cái tín hiệu cảnh báo về cái sự sức khỏe của mình. Và nguyên nhân nào thì dẫn đến tình trạng đau đầu cũng như là đau mỏi vai gáy, và những đối tượng nào thì dễ mắc phải bệnh này, bác sĩ cũng có thể chia sẻ thêm trong đó chương trình. Cái nguyên nhân đó là rất là quan trọng, và cái đối tượng như thế nào. Thì thông thường á, người trẻ mà để bị bệnh về cái bệnh lý về tim mạch hoặc là cái xơ vữa động mạch thì nó rất là ít, nhưng mà đa phần luôn chiếm tỷ lệ đông là do cái bệnh lý như cột sống cổ. Có một số người á là đi cũng đau đầu, làm việc trong môi trường căng thẳng vậy đó, thì đi khám cứ tìm không có ra bệnh, cứ nghĩ đau đầu thì đi chụp cái CT não hoặc là MRI sọ não, nhưng mà khi chụp ra thì hoàn toàn cái não không có gì hết, cái não bình thường, không có khối u, cũng không có một cái bệnh lý về cái động mạch hay là bình thường. Nhưng mà do là khi mà mình đi khám mình không có khai là thỉnh thoảng tôi có thể là tôi đau mỏi cột sống cổ, thỉnh thoảng tôi có thể tê tay, rồi tôi là đứng lên ngồi xuống nó hay hoa mắt chóng mặt, nhưng mà tối nó lại khó ngủ đó. Mình phải khai hết thì bác sĩ mới biết là vậy thì có thể là nguyên nhân là do vấn đề gì cột sống cổ, chẳng hạn như thoát vị hay là có vấn đề gì đó, thì bác sĩ người ta sẽ cho mình đi chụp cộng hướng từ MRI về cái cột sống cổ nữa, thì nó lại ra cái bệnh. Bây giờ mình chụp não rồi, mình chụp về CT não rồi, mình đã không thấy một cái bệnh lý đó rồi, thì mình nên tầm soát tiếp. Mình tầm soát là mình có bị cột sống cổ hay không. Nếu đúng là mình bị do cái cột sống cổ thì mình cần phải điều trị về cái cột sống cổ thì nó mới hết. Thì tại sao đối với những người mà đau đầu, đau mỏi vai gáy thì nó lại ảnh hưởng tới cột sống cổ, thì quý vị khán giả có thể nhìn vào cái mô hình tôi có thể chỉ đây. Cột sống cổ là màu tím, cột sống ngực là màu xanh dương, và cột sống lưng màu xanh lá cây. Khi mà mình nhìn vào màu tím đó mình thấy có cái động mạch màu đỏ, hai bên luôn đều có cái động mạch màu đỏ, nó lên tới nó nuôi cái não nè, nuôi cái sọ não của mình nè, đó ở phía sau này gáy nè, đó nó cũng có một cái động mạch lên, nó lòn lên đây để nó vô, nó nuôi động mạch, nó nuôi cái não. Mà ở dưới này thì không có rồi nha, dưới này mình không thấy có cái động mạch, tới cổ thôi, cổ nó có thôi, đó nó lên nó nuôi não. Mà bây giờ mình bị thoát vì đĩa đệm cột sống cổ. Đĩa đệm bình thường nó như thế này, thoát vị nó không như thế này mà nó phình ra, nó đè vào cái ví dụ như ha, ví dụ như bên phải đi, thoát vị bên phải đi ha, thoát vị đĩa đệm bên phải nó phình ra, cái nó phình cái đĩa đệm ra, nó đè vào cái động mạch bên phải thì nó làm cho máu nuôi này khó, máu nuôi lên bên tới trên cái não nó khó, thì người ta sẽ hay nặng cái đầu, hay đau cổ một bên, vai một bên, rồi hay nặng cái đầu một bên, đặc biệt là sau óc là nhiều nhất, tự máu bơm lên nhiều mà. Rồi nó sẽ làm cho bệnh nhân á là có thể là đau nửa cái đầu thôi, nhưng mà có một số người để lâu quá nó sẽ đau hết luôn ha, đau toàn bộ cái đầu, hoặc là nó có cái triệu chứng như là ù tai, hoặc là đứng lên ngồi xuống nó hay say sẩm và nó choáng lắm, có nhiều người muốn lảo đảo muốn té, rồi nó có gây ra tình trạng là mất ngủ. Mất ngủ ở đây á là không phải là do mình căng thẳng quá, mình suy nghĩ căng thẳng quá, mà mất ngủ ở đây á là do là mình đang ngủ cái khoảng 2 giờ sáng mình thức dậy, cảm thấy là tai mình nó tê hoặc là cổ mình nó cứng ngắc hả, đó cái là không ngủ được nữa, đau quá không ngủ được nữa, đó là nguyên nhân từ cái cột sống cổ ha. Vậy thì tại sao cột sống cổ là bị là do là thiếu máu nuôi lên não, là do cái thoát vị đĩa đệm, và nó còn có nhiều nguyên nhân khác như thoái hóa cột sống. Thoái hóa là bình thường được cột sống như thế này nè, bây giờ nó thoái hóa rồi thì nó không có được trơn nhẵn như thế này, mà nó gồ ghề ra, nó cũng đè vào cái động mạch này đó, hoặc là nó bị gai nó nhọn ra, nó đâm
nó lấn chiếm vào cái lỗ liên hợp này, nó cũng làm cho cái động mạch lên nó khó khăn, hoặc là bị lệch đốt sống, bị trượt do mình chấn thương chẳng hạn vậy. Nó có nhiều cái nguyên nhân mà dẫn tới cái vấn đề mà đau mỏi vai gáy. Thưa bác sĩ, thì cũng có người là thường xuyên cảm thấy là đau nửa đầu rồi lo lắng là không biết là mình có phải là tình trạng bị thiếu máu lên não hay không. Thế là đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán là thoái hóa cột sống cổ. Và bác sĩ cho biết là tại sao đau nửa đầu nó lại liên quan mật thiết đến cái cột sống cổ đến như vậy ạ? Tôi mới nói rồi là do cái cột sống cổ nó có cái động mạch lên nó nuôi não. Nhưng mà tùy người nha, có người á là công việc người ta có thói quen người ta cứ làm, người ta hay cúi qua, thay vì cúi thẳng vậy đi ha. Nếu mà ai mà cúi thẳng như thế này nè thì nó sẽ ảnh hưởng hai tay và nó sẽ đau mỏi nặng lên tới cái đầu. Còn nhưng mà nói đối với những người á mà người ta làm lệch qua một bên, tư thế sai á, nói chung là cứ hay để đồ đạc gì một bên trái, làm việc thì cũng hay cúi sang bên như thế này, thì cái cổ này nó hơi gập thì nó sẽ nghẽn, nó chèn ép, nó bơm máu lên, nó nuôi não, nó không khó thì nó sẽ bị một bên trái. Còn có một số người cũng là một cái bệnh lý đó luôn nha, nhưng mà người ta lại bị bên phải. Có người thì hai bên, tùy theo cái tư thế của mình, cái thói quen của mình trong cái lúc mình lao động, mình sinh hoạt đó. Cho nên là có một số người á đi kha, giống như tôi nói là khám não không có gì, nhưng mà khám vừa có cột sống ra thì lại bị, có người đó là đau đầu bên trái, có người đau đầu bên phải, có người là đau cả hai bên cái sau óc phía sau đỉnh đầu. Nhưng mà thường á thì đối với những cái bệnh lý mà về cái đau mỏi cổ vai gáy thì đa phần luôn là do cái bệnh lý về cột sống cổ. Bệnh lý về cột sống cổ giống tôi mới nói, như là thoái hóa cột sống này, gai cột sống, thoát vị đệm. Nhưng mà mình thấy nó có một cái kèm theo như thế này để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ như mình đau đầu, đau mỏi vai, đau đầu ha, đau đầu thôi. Thỉnh thoảng mình làm công việc mà căng thẳng, cái đó nó gây đau đầu, chóng mặt, ù tai, mà nó không có một cái triệu chứng là từ đó giờ mình không mỏi cổ, không có tê tay, tê chân, thì đó là do cái làm việc trong môi trường căng thẳng thôi. Mình căng thẳng quá, mình suy nghĩ nhiều quá là cái động mạch nó bị co thắt lại, cái máu bơm lên nó khó khăn. Bình thường có động mạch mình đó, nhưng mà mình khi mình suy nghĩ quá thì nó sẽ co lại. Khi mà nó bơm mà nó nhỏ lại rồi thì bơm lên nó không có được giống như bình thường. Nhưng mà khi mình hết suy nghĩ, mình mình thư giãn, nó không còn có cái triệu chứng đó nữa, thì đó là không sao, cái đó là do căng thẳng thôi. Còn nếu mà có thêm một cái trường hợp là mình thấy nó cứ xuất hiện hoài hoặc là những người mà người ta không làm việc văn phòng, những người mà người ta không làm việc trong môi trường căng thẳng, người ta chỉ là một người nội trợ, hoặc là chỉ làm nông thôi chẳng hạn, hoặc là làm những công việc nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới cái vấn đề phải suy nghĩ nhiều, mà người ta cũng đau y chang vậy, là có vấn đề từ cột sống cổ, hoặc là thỉnh thoảng người ta cảm thấy người ta mỏi cổ lắm, hoặc là có thể là một chút là mình cảm nhận là tê tai, thì mình biết ngay là đó là do bệnh lý về cột sống cổ, không phải là do trong cái môi trường căng thẳng nó làm cho cái động mạch co thắt lại, mà là động mạch co thắt lại đó là do các cái nguyên nhân giống như tôi nói là đĩa đệm nó phình, nó đẩy, nó chèn, hoặc là gai cột sống, hoặc là thoái hóa cột sống cổ chẳng hạn vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề là đau mỏi vai gáy. Thưa bác sĩ, một câu hỏi nữa là bác sĩ cho biết những triệu chứng nào thì người bệnh có thể nhận biết là bệnh đau đầu, đau mỏi vai gáy một cách chính xác ạ? Triệu chứng á là nó có rất là nhiều, giống như tôi nói rồi, nó phân ra hai loại. Một loại á là mình suy nghĩ nhiều thì nó làm cho căng thẳng, thì nó làm cho đau đầu, đau mỏi vai gáy, nhưng mà thoáng qua thôi nha, thoáng qua, nó không bị tái lại, nó không có lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn trường hợp á mà bệnh lý mà do cái cột sống cổ á là nó cứ hoài nó cứ xảy ra liên tục, mà nó có cái biểu hiện như thế này nè. Lúc đầu á là mình cảm thấy là mình đau mỏi thôi, mỏi cổ phía sau á, mỏi vùng cột sống cổ, rồi mỏi vai, mà lúc thì đau, lúc thì không đau. Rồi tới cái giai đoạn thứ hai, mình thấy là lúc nào cái cổ mình nó cũng mỏi, mà có cái cảm giác như là nó nặng nề vậy đó, nó nặng nề, nhưng mà lúc đó nó cũng chưa lên cái đầu đâu, nó cũng chưa có mỏi cái đầu đâu. Lúc đó thì cổ thì nó đau thường xuyên, nó đau mỏi cổ vai thường xuyên ha. Tới cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn này á là mình cảm thấy nó bắt đầu nó hơi lên cái đầu rồi đó, nó cảm thấy là nó đau mỏi cổ vai nè ha, rồi nó nặng lên cái đầu, nó có thể là ù tai, chóng mặt,
và nó có thể đau một vai thôi. Có người, một số người là đau một vai, không đau cổ nữa. Tới giai đoạn thứ ba là ít người ta đau cổ lắm, người ta đau mỏi vai, mỏi xuống cánh tay, xuống bắp tay ha, xuống cẳng tay và bàn tay là đau và tê, đau thôi chứ chưa có tê, đau mà cảm thấy là nó cầm khó chịu, nó khó chịu lắm, mà nó nhức gối nữa, nó nhức mà đặc biệt là về đêm nhức nhiều khi mà trong quá trình mình đang ngủ. Tới giai đoạn thứ tư rồi thì bắt đầu là hầu như là đứng lên ngồi xuống mình thấy say sẩm, mình thấy là hay lảo đảo muốn té nè, hoặc là nó ù tai chóng mặt nè, nó có thể là muốn ói nữa, mắt ói nữa. Và bắt đầu là ở phía sau á, vai á, giống như có cái gì đó đây châm chích, và nó có nhiều người là nó mất cảm giác, nó nổi là nó bị dị cảm á, nó ngứa cái vùng đó, nhưng mà thực sự ngứa không có phải là phải gãi, nó ngứa cái kiểu kỳ cục lắm. Nó ngứa nhưng mà mình xoa mình chà cái xíu nó hết, lâu nó cứ tái đi tái lại. Rồi xong lúc đó là hầu như cái lúc này cái cổ mình không còn nghe cảm giác gì nữa, mình thấy là hầu như mình không còn cảm giác đau giống như ở cái giai đoạn thứ hai nữa, là lúc đó là mình thấy cái cổ không có gì mà nó chỉ có cái châm chích, có cảm giác dị cảm vậy thôi. Mà đặc biệt là từ cái cánh tay đổ xuống nó tê dữ dội lắm, tê nhiều lúc mà không có cảm giác luôn, mình nắm mở, mình cảm thấy là mình không có thể điều khiển nó được nữa, và mình có thể cầm rớt đồ vật hoặc là chạy xe là nó tê kinh khủng lắm. Nó tê hoặc là mình nhìn bên cái tay mình thấy là nó không có đầy. Ví dụ như người ta bị tay trái đi ha, tay phải nó đầy, luôn luôn đầy như thế này, mà tay trái ha nó lõm vô như chỗ cái khúc này nó mất đi cái trái chanh, hoặc chỗ này nó lõm hết, hoặc là nắm mở nó rất là khó khăn, thay tay này nắm mở linh hoạt vậy nè, còn kia phải nắm từ mở ra từ từ, nắm kêu mà nắm vô đi thì nắm vô nó chậm, giang ra giang cũng rất là chậm, cứ làm mà tay đây thì nắm mở giang đồ bình thường hết. Đó là lúc đó nó đã yếu rồi, nó đã yếu cơ. Đó là tới cái giai đoạn thứ tư thì khi mà nó đã là gây tê rồi thì nó yếu cơ, và lúc đó đặc biệt là cái cổ nó là hết đau. Từ giờ nó hết đau, nó không phải là nó nhẹ đâu nha, mà hết đau là do mất cảm giác rồi, mất cảm giác ở vùng đó, cho nên mình hay thấy ngứa, mình hay thấy mỏi thôi, chứ còn để mà đau thì tới cái giai đoạn đó nó hết đau rồi. Cho nên là có nhiều người, người ta nói nè, ở cái giai đoạn thứ tư á nha, người ta tới khám cái giai đoạn thứ tư rồi mà người ta nói nè, trước kia tôi đau cột sống cổ dữ dội lắm, tôi đau mà giống như tôi đang vác một cái cục đá phía sau vai tôi vậy đó, nhưng mà bây giờ tôi cũng đi đắp lá đắp thuốc, hoặc là tôi có đi uống thuốc, bây giờ nó hết rồi, giờ nó không đau nữa, mà giờ nó chỉ chủ yếu là nó tê tai, hoặc là nó thỉnh thoảng là nó đó, bây giờ thì nó yếu tai chẳng hạn vậy thôi. Chứ còn giờ cái cổ tôi không đau. Nhưng thật sự là ở cái giai đoạn thứ tư đó là bệnh nó đã nặng rồi, chứ không có phải là đã nhẹ đó. Thường ở giai đoạn đó là thoát vị đĩa đệm, thường là chèn ép tủy, hoặc là trượt đốt sống, hoặc là thoái hóa cột sống quá nặng đó. Khi mà tới ai giai đoạn thứ tư mà đi chụp cộng hưởng từ MRI ra là không ai mà thoát vị đĩa đệm nhẹ hết. Cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc. Và thưa quý khán giả, thông qua số điện thoại rất quen thuộc của chương trình 02743844388, số điện thoại đang có trên màn hình, thì cũng đã có khán giả gửi câu hỏi đến với chương trình và đặt câu hỏi với bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc với chủ đề hôm nay. Ngay bây giờ thì xin bộ phận phòng máy chuyển câu hỏi đến với chúng tôi ạ. Dạ, chào bác sĩ. Tôi là nhân viên nhân phòng mà thường xuyên phải làm việc bằng máy tính á, với lại ngồi rất là lâu. Một ngày tôi ngồi khoảng 8 tiếng hoặc hơn, nên tôi hay bị đau lưng với lại rất là mỏi cổ. Thỉnh thoảng cổ nó rất là cứng khi mà mỗi khi mới xoay trái hoặc là xoay phải. Tôi cũng đã dùng rất là nhiều phương pháp, ví dụ như là tôi dán cao, rồi xoa bóp, bấm huyệt, nhưng mà tôi thấy tình trạng không có được cải thiện. Dạ xin bác sĩ cho biết là có phải xương khớp tôi có vấn đề gì hay không, và bây giờ tôi phải làm sao để mà cải thiện tình trạng đau nhức này. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ xin được cảm ơn khán giả vừa rồi đã gửi câu hỏi đến với bác sĩ Ngọc, và xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Dạ xin chào chị, thì chị là nhân viên văn phòng, ngồi cũng hơi lâu, 8 tiếng là quá nhiều rồi. Nếu mà ngồi á, nếu mà biết cách á, chị ngồi á thì khoảng chừng tiếng thôi, cứ đứng dậy uống nước đi đâu đó ngồi tiếp, chứ không phải là phải bắt là đi thiệt là lâu, nghỉ ngơi cho phải 30 phút không cần, chỉ cần 2 phút thôi. Mình thay đổi tư thế, thả lỏng người ra. Dạ. Còn ngồi thả lỏng hết người ra để cho cơ nó nghỉ ngơi cái đã, rồi mình làm việc tiếp cho tới 8 tiếng luôn, nhưng mà cứ 1 tiếng là mình phải thay đổi một cái gì đó, mình phải uống nước, mình phải làm sao cho cơ nó thư giãn thì không sao hết. Trường hợp của chị là bị cả cổ cả lưng thì nó đã đau liên tục như vậy rồi, và về đêm chị cũng đau nhiều nữa,
thì đã là có vấn đề, chị nên đi khám đi, chị nên đi tới bác sĩ để mà khám. Bác sĩ người ta sẽ xem chị là ở mức độ như thế nào, cần phải chụp X quang hay là cần phải đích MRI rồi. Nếu chụp cộng hưởng từ MRI là phải đi chụp MRI thì nó rõ ràng hơn. X quang nó cũng ra bệnh mà MRI nó cũng ra bệnh, nhưng về cái MRI á, thì mình thấy rõ được cái đĩa đệm, còn X quang nó không thấy đĩa đệm, nó chỉ thấy được là cái lỗ liên hợp đó nó bị hẹp. Nó hẹp đó là do cái thoái hóa cột sống, do gai vậy thôi. Nhưng mà nó hẹp đó mà do cái thoát vị đĩa đệm thì không thấy nha. Đĩa đệm thì chỉ thấy trên cộng hưởng từ MRI. Nếu mà mình có bảo hiểm á, thì mình đi chụp theo cái bảo hiểm đó. Nếu mà là văn phòng thì mình có mua bảo hiểm thì mình xin bác sĩ cho đi chụp cột sống cổ, cột sống thắt lưng để nó đó mình biết được cái bệnh đi, mình biết rõ ràng ra cái bệnh là cái gì. Rồi sau đó chị nên điều trị bằng các phương pháp gọi là vật lý trị liệu phục hồi chức năng á, thì nó sẽ giải quyết triệt để và tận gốc cho mình. Chứ còn chị đi massage nè, chị đi châm cứu bấm huyệt, nó đâu có tác động gì vào tới cột sống. Bây giờ chẳng hạn như là gì bây giờ chị đó, nếu có thể là tạm thời thì đúng không? Cái đó là giải pháp tạm thời, cái đó là để làm cho cơ thư giãn, để làm phong bế, như ấn huyệt là phong bế dây thần kinh, massage là massage cơ cho nó thư giãn thôi. Lúc đó thì làm xong về nó khỏe lắm, nhưng mà rồi nó cũng đau vào đấy. Tại vì bây giờ nè, và bây giờ chị nghĩ đi, nếu mà chị mà bị cái bệnh giống vậy, mình chụp phim ra mình bị thoát vị đĩa đệm nó phình ra đi chẳng hạn vậy, hoặc là bị thoái hóa cột sống đi, thoái hóa sống nó gồ ghề ra, nó chèn ép, nó làm cho cái lỗ liên hợp bị hẹp rồi, thì mình có làm, chị có tác động giống như chị nói ấn huyệt hay massage thì nó chỉ là phần mềm ngoài cơ phía sau vùng cột sống cổ, vùng cột sống lưng thôi, chứ nó không có tác động vào. Bây giờ đó, nhìn cái lưng nó có một cái cục đỏ như thế này, cái cục mà thoát vị phình ra, thì bây giờ làm sao? Chị sẽ đẩy nó vô ở cái vị trí giống như cái đốt sống ở L3 trên này, đây L4, đây L3, thì cái L3 như thế này nó phải trơn phẳng như thế này, kéo nó ra đẩy nó vô, thì lúc đó nó mới vô vào cái vị trí bình thường của nó, thì lúc đó mình mới hết bệnh. Của trường hợp của chị cũng giống vậy luôn. Thì ở vật lý trị liệu nó sẽ có những cái máy móc rất là hiện đại, như là kéo giãn cột sống cổ, kéo giãn cột sống lưng nè, rồi chạy điện nè, hoặc siêu âm, hoặc nó có rất là nhiều cái phương pháp mà hiện đại, hoặc là đặc biệt là môn tác động bằng tay. Thì ở đây kỹ thuật viên á, trên phim chị sẽ thấy là ví dụ như chị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C3, C4 đi, thì các em sẽ dùng tay tách ở cái mõm gai, ở đây mõm gai của cái C3, mõm gai của cái C4, kéo nó ra để cho nó hở ra, thì đĩa đệm này nó chạy vô, nó tác động từ đĩa đệm này, nó là có độ đàn hồi đó, kéo nó ra đẩy nó vô, thì lúc đó là cái bệnh của chị mới hết tận gốc. Còn bây giờ chị mà không điều trị, chị chỉ cứ lo massage hoặc là ấn huyệt thì nó là chỉ là cái phần thư giãn thôi. Cho nên là mình thứ nhất là chị đi khám, mà nếu có bảo hiểm thì chị đi khám đi, chụp cái MRI trước, còn không thì chị có thể ghé phòng khám phục hồi chức năng Hợp Đức của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ khám, cần thiết thì cho chị đi chụp X quang, còn không thì chúng tôi cho chị đi chụp MRI, rồi sau đó chúng tôi sẽ cho một cái phác đồ để chị điều trị vật lý trị liệu. Thì đặc biệt là vật lý trị liệu thì cần phải có thời gian. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi rất là chi tiết và chu đáo. Còn bây giờ thì lại là những câu hỏi của khán giả đã gửi đến khi mà xem trực tiếp trên fanpage của đài thông qua fanpage phát thanh truyền hình Bình Dương. Có một khán giả có nick là Bình Phạm thì có câu hỏi rằng là em bị điện trung thế phóng bị 2 năm nay mà tay thì vẫn tê bì, bạn hỏi rằng là có cách nào để hết tê cái cánh tay đó không ạ? Do là bị điện phóng điện á, nó làm cho cái người mà bây giờ là cái cơ nè, đặc biệt là cái cơ nó bị co thắt lại, nó co thắt lại, cái nó yếu, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ khi mà mấy người mà bị điện giật đồ đó ha, là nó ảnh hưởng về thần kinh, về cơ, nó yếu mà nắm mở nó rất là khó khăn, và cơ nó cứng lắm, cảm giác là nó cứng, mà giơ tay lên nó cũng khó, mà giơ xuống nó cũng khó đó. Thì cái trường hợp này nó lại là một cái bệnh lý khác, không có phải là giống như về cột sống cổ đấy ha. Cột sống cổ là nó cho chèn ép từ cái dây thần kinh từ trên cột sống cổ này, nó kéo xuống tay chẳng hạn vậy. Còn mình nó là do về cái phóng điện, thì ở đây nó sẽ có những cái ở vật lý trị liệu của chúng tôi, nó cũng sẽ có những cái sóng siêu âm đi, nó làm cho các cơ mềm ra. Cái sóng siêu âm nó sẽ làm bung tách các cái cơ ra, như nó là sóng thôi, nó là cái sóng mà sóng rất là sâu vào tới 5 cm đó. Rồi ngoài ra thì sẽ có những cái môn như ủ sáp, paraffin, nó làm cho cơ nó mềm mại, nó gia tăng tuần hoàn tới cái vùng đó, nó làm cho cơ mềm mại. Rồi nó sẽ có những cái chạy điện là chạy theo dây thần kinh á đó. Rồi nó có nhiều cái phương pháp khác tác động vào mà không phải là giống như là các bệnh lý dây cột sống. Thì đối với cái trường hợp mình thì mình cũng phải nên tới đi để chúng tôi sẽ
sẽ khám đi rồi xong cho cái phác đồ cụ thể. Còn nếu mà tay mà yếu thì sẽ có các môn tập vận động nữa. Ví dụ như lực cơ của mình á, bình thường cái tay bên phải là 5/5. Cái cơ bên trái, cái cơ mà tay mà bên bị á, nó chỉ là 3/5 thôi. Thì phải tập để sẽ kỹ thuật viên nó có cái cách nó làm cho cái lực cơ của mình tăng lên là 4/5, từ từ lên sẽ 5/5 chẳng hạn vậy. Và khi mà khớp nó bị nó bị co rút hết thì khớp nó cũng sẽ bị cứng, thì sẽ có những cái bài tập di động khớp để làm cho cái khớp nó sẽ mềm mại ra, thì mình sẽ tay chúng mình nó linh hoạt hơn. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả. Bây giờ thì lại là một câu hỏi khác của khán giả vừa gửi đến chương trình của chúng ta. Chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, hôm trước tôi có đi khám bệnh ở Bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Nói tôi bị thoái hóa gai đốt sống cổ và đốt sống lưng. Tôi muốn hỏi bác sĩ như chế cách điều trị như thế nào. Vì bệnh viện có cho tôi thuốc uống giảm đau 2 tuần, tôi uống nhưng mà vẫn còn thấy mỏi một bên vai tay phải hơi tê nhẹ, nên muốn chương trình tư vấn cho tôi đã cách điều trị. Dạ, cảm ơn câu hỏi của khán giả vừa rồi, xin mời bác sĩ. Trường hợp của cô là mình đã khám và biết cái bệnh luôn rồi, là bị thoái hóa cột sống cổ và thoái hóa cột sống thắt lưng. Bây giờ là đã tê tay, tê tay và mỏi tay, thì uống thuốc thì nó chỉ là một cái phương pháp tạm thời thôi. Bây giờ thoái hóa rồi, thoái hóa là giống tôi nói là bình thường cái đốt sống của mình nó trơn nhẵn, bây giờ thoái hóa là nó gồ ghề ra, nó chèn ép vào cái dây thần kinh, nó mới làm cho mình gây đau, gây tê, gây mỏi. Mà bây giờ uống thuốc thì nó sẽ có giảm đau thì nó sẽ giảm đau, nhưng mà giờ hết thuốc đi, ít bữa nó cũng sẽ đau lại thôi. Một thời gian sau khi mà hết thuốc, hết tác dụng của thuốc thì mình sẽ đau hoàn y chang như cũ. Bây giờ nó có 2 phương pháp thôi, một là mình phẫu thuật nè, 2 là mình điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu để mình giải ép làm sao cho nó đừng có chèn ép vào cái dây thần kinh, thì lúc đó nó mới hết. Mà nghe tới vấn đề phẫu thuật thì ai cũng sợ, cho nên là tốt nhất là trường hợp của mình nó là mình cô nên điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, nó vừa an toàn nè mà vừa hiệu quả, mà nó đem lại cái kết quả cho mình mỹ mãn hơn, và nó sẽ không đụng tới cái dao kéo, thì nó sẽ cái bệnh mình mới nó, sau này mà có cái mình bị chấn thương hay mình bị một cái gì đó mình ngồi nhiều chẳng hạn vậy thì nó sẽ không có tái lại. Mình điều trị vật lý trị liệu thì nghe nói là người ta nói là kéo cổ ra nó sẽ đau, không, máy nó kéo vừa sức của mình thôi, nó kéo ở mình chịu đựng được chứ không phải là kéo đau. Ví dụ như bây giờ lỗ liên hợp nó bị hẹp, nó làm do cái thoái hóa, cái lỗ liên hợp nó bị hẹp, nó chèn ép vào cái dây thần kinh, nó chèn ép xuống tay của chị, thì bây giờ máy nó kéo ra nó làm cho khai thông cái lỗ nó ra, kết hợp với uống thuốc nữa thì nó sẽ rất là nhanh và cái bệnh của mình nó triệt để luôn. Còn cứ của mình cứ uống thuốc uống riết đi, ít bữa là đau dạ dày, từ giờ thuốc xương khớp thì nó dễ cái vấn đề là đau dạ dày lắm. Đau dạ dày sau này có nhiều người uống thuốc mà bây giờ mình đang đau nhẹ thì uống thuốc nhẹ, nhưng mà khi mà càng sau này càng nặng thì bắt đầu cái liều thuốc nó tăng lên dần, hoặc là uống thuốc phải có đề xa chẳng hạn, thì cái mặt nó bự vậy nè. Sáng nay tôi sẽ gặp một bệnh nhân là cái mặt người ta bự, cái bụng người ta bự mà tay chân nhỏ xíu mà nó yếu nữa, yếu tay yếu chân nữa, đi đứng rất là khó khăn là do cái uống thuốc quá nhiều, đi uống thuốc giữ nước quá nhiều đó. Cho nên là trường hợp của mình là cần phải đi điều trị sớm bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thì nó sẽ dứt điểm cái bệnh của chị kèm theo uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi. Và bây giờ thì thưa quý khán giả, thông qua số máy 0274384388 thì cũng đã có những khán giả liên lạc trực tiếp với chương trình để đặt câu hỏi bác sĩ. Và bây giờ thì xin mời câu hỏi ạ. Alo. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào khán giả. Không biết là khán giả của mình là liên lạc với chương trình từ đâu ạ? Mình tên Đông, 45 tuổi, ở Bến Cát. Dạ, anh Đông ở Bến Cát, Bình Dương. Bây giờ thì mời anh đặt câu hỏi bác sĩ Ngọc đây ạ. Dạ. Bác sĩ ơi, cho mình hỏi, tôi bị ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ và lưng dưới hai bên cái vai mình rất là đau, mà đau khoảng 2 ngày mới hết. Nhất là khi mà không xuống, làm vật gì mình không, khoảng 10 phút mà đau như vậy luôn, khoảng 2 ngày. Bác sĩ cần biết cái bệnh là tình trạng bệnh gì? Dạ, bác sĩ có hỏi gì thêm không? Trường hợp của ông chú á, là từ đó giờ ông chú chưa có đi khám ở đâu hay sao? Đúng rồi, từ nào giờ chưa đi khám. Vậy là mình cần phải đi khám. Mình phải xem, mình phải lên cho bác sĩ khám, nó có mấy cái test á, mấy cái cái test để mình xem thử là cái này là do nguyên nhân từ đâu, rồi sau đó bác sĩ cần thiết là cho mình đi chụp MRI hoặc là cho mình chụp X quang để biết được là mình bị cái đó là do thoái hóa cột sống cổ, hoặc là gai cột sống thắt lưng, hoặc là thoát vì đĩa đệm cột sống lưng chẳng hạn.
Rồi sau đó chú cần phải điều trị, tại vì đã ngồi chút xíu thôi, ngồi 2 tiếng mà là mình đã bị đau nhức rồi, đau nhức cả 2 ngày mình mới khỏi. Thì cái đó là nó đã có vấn đề rồi đó chú. Có đặc biệt là về cột sống lưng và cột sống cổ. Bệnh lý về cột sống nó như thế này nè. Mình á mà ngồi lâu, có một số người ngồi lâu là đứng lên rất là khó, giống như mấy người lớn tuổi phi bệnh phải kéo phải đủ thứ mới bắt đầu đứng lên được, mà đứng lên được đi là đi thoải mái chẳng hạn vậy đó. Hoặc là mình cứ đôi lúc đó công việc của mình phải đứng nhiều rồi lúc đó là đau cái lưng, đau chịu không nổi. Có nhiều người đứng nhiều đau lưng mà nó dồn xuống cái chân luôn. Có một số người á là đi xa đi không nổi, đi chừng một khúc là bắt đầu nó đã tê cứng rồi, nó đã là đi không nổi nữa là phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp. Hoặc là có một số người đau quá mà đau mà cả lan xuống tay xuống chân, mà đến nỗi mà giống như là nó cái vùng mà nơi nào mà bị dị cảm là nó sẽ nóng rát giống như là xác ướp phỏng lửa vậy đó. Đó là trường hợp mà để là nó quá nặng rồi. Rồi đặc biệt cột sống cổ ha, hôm nào mình làm công việc mình phải ngồi cúi đục, mình phải làm nhiều ha, là bắt đầu hai cái vai là nó tê cứng ngắc luôn đó. Rồi nó sẽ làm cho mình co thắt, làm cho hai mắt chóng mặt, ù tai, khó ngủ đó. Thì những cái trường hợp này là nó quá nặng rồi. Còn trường hợp của chú thì làm ngồi lâu thì nó mới đau, thì nó cũng là ở cái giai đoạn thứ hai hoặc thứ ba, cho nên mình cần phải đi khám sớm để mình có cái phương pháp điều trị. Nếu có dịp nào đó chú vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ khám xong cho chú đi chụp phim, rồi mình biết được cái bệnh rồi thì mình sẽ sắp xếp công việc để mà mình điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu để cho nó dứt điểm luôn. Mới thì điều trị nó nhanh lắm, mình để càng lâu mà nó lan xuống tay xuống chân rồi ha, để đau đầu đau mỏi vai gáy ha, thì tê chân nhiều ha, là lúc đó là mình điều trị nó lâu lắm, thời gian nó dài mà nó lại tốn kém nhiều. Rồi nó làm cho mình là phải đi lại thường xuyên là mất thời gian của mình, còn mới thì đi sẽ nhanh hơn. Cảm ơn quý khán giả đã điện thoại và liên lạc trực tiếp đến với chương trình để bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc có thể trả lời trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là một câu hỏi của khán giả gửi đến fanpage của đài. Khán giả Bùi Thị Hòa cho hỏi rằng là khán giả 53 tuổi và cũng hay lái xe đi đường xa và hay mỏi hai cái bả vai cũng như cổ vai, nhờ bác sĩ hướng dẫn là phải làm gì và điều trị như thế nào ạ? Mình mà lái xe mà đau mỏi cổ vai thì đó là nguyên nhân từ cột sống cổ rồi. Trường hợp của chị là chị phải, nếu có dịp nào đó chị tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ thăm khám và cho chị biết được cái bệnh là nguyên nhân từ đâu, và sau đó sẽ cho cái phác đồ điều trị. Còn bây giờ nếu mà mình chưa có sắp xếp được công việc á, thì chị có thể là dùng một cái điện thoại có màn hình cảm ứng thôi. Chị sẽ gõ là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh, thì trên cái trang web của chúng tôi á, thì tôi có cái bài tập về cột sống cổ rồi, có cả bài tập về cột sống lưng nữa, nhưng mà chị là bị đau mà cổ vai thì chị sẽ tập theo cái bài tập mà cột sống cổ tôi hướng dẫn trên cái trang web đó. Chị tập theo đó đi thì nó sẽ giảm được 30% thôi, 30% cái bệnh á, còn 70% thì tốt nhất chị phải dành thời gian để mà điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Chúng tôi có những các phương pháp như là kéo nắng chỉnh, các em dùng bằng tay bằng máy làm nó rất là dễ chịu, thì lúc đó cái bệnh của mình nó mới hết hẳn, chứ còn không á chị để càng lâu sau này chị lái xe chị cảm thấy nó tê tay dữ lắm. Khi mà nó xuống nó tê tay rồi thì cái bệnh nó nặng, nó càng khó trị hơn, để mình đi chèn ép vô thần kinh thì nó khó hơn nữa mà lâu hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi. Bây giờ thì sẽ là một câu hỏi của khán giả liên lạc trực tiếp với chương trình đây ạ. Alo, xin chào khán giả. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, khán giả của mình là liên lạc với chương trình từ đâu ạ? Em ở trên Dầu Tiếng, Bắc thôi. Dạ rồi, xin mời chị sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Tại vì em năm nay 49 tuổi, em bị đau cái cột sống cổ 3 năm nay rồi. Thế xong thì cũng đi chụp, thì em dây mới đi chụp mà em dây ở Medic Bình Dương á, thì bảo là thoái hóa rồi, gai bao cơ xương dưới sụn C6, nhưng mà không có chèn ép, mà thoát vị đi đệm nhẹ, nhưng mà sao lùi đi đệm nhẹ, nhưng mà sao mà nó rất là đau, nó đau suốt ngày vậy đó. Nó đau xong thì nó cứ làm cho mình bị choáng, đi đứng mất thăng bằng. Thì hôm thứ ba vừa rồi, thứ ba hôm tuần này này, mới đi 115 thì chụp thì hôm nay cái đầu thì bác sĩ chỉ nói là nguyên nhân, tức là bị
thoái hóa một vài điểm trắng, chất trắng thì vỏ não do mạch máu thôi, thì bác sĩ cho uống thuốc chống mặt với tiền đình thôi. Nhưng mà uống vào nó lại đau dạ dày, mà nó phải bếp lắm, nó rất là mệt. Còn cái bệnh cột sống cổ thì em cũng làm nhiều rồi, vật lý trị liệu ở trên nhà rồi, cũng bấm huyệt rồi dùng thuốc đông y này kia, mà sao nó không hiệu quả bác ạ. Thì vậy bác tư vấn cho em cái phương pháp nào nó hiệu quả để em luôn làm. Chị có vậy là chị bị lồi cái đĩa đệm xe máy chị? Xe 6, xe 7 hay xe 5, xe 6? Xe 6 em thấy cái lồi đĩa đệm thì để em lấy cái đồ ra. Rồi thôi được rồi chị ơi. Và như thế này nè, là mình đã bị lồi đĩa đệm nè, sơ xương dưới sụn nè. Nhưng mà tuy là chưa có chèn ép vào rễ thần kinh, bây giờ thì nó đau đầu, đau mỏi vai gáy rất là nhiều. Trường hợp của chị á, chị cũng có đi vật lý trị liệu rồi. Nói thiệt với chị là vật lý trị liệu nó phải tùy chỗ, tùy nơi. Có một số nơi á, là trong một cái phòng đông y, phòng khám đông y á, chăm cứu rồi đó, cái nó có một cái máy kéo ra, hoặc là cái máy chạy điện, hoặc là cái chiếu đèn hồng ngoại, rồi đơn sơ, đơn giản vậy thôi. Không điều trị mà có nhiều người, người ta nói điều trị cái một năm không thấy, nó chỉ thuyên giảm khoảng chừng 40-50%, nó dừng lại ở cái mức đó, nó không có thuyên giảm, nó không có hết nữa. Thực sự là để mà điều trị vật lý trị liệu cho nó đúng thì cái máy móc nó phải thật là nhiều, mà máy là máy phải hiện đại ha. Như hồi nãy có phóng sự vừa rồi chị thấy trên cái vật lý trị liệu phòng khám của chúng tôi toàn là máy màn hình cảm ứng hết, màn hình cảm ứng, và cái nó rất là nhiều máy, chẳng hạn như máy kéo cuộc sống, mà máy kéo tự động nha, máy kéo cuộc sống cổ, rồi nó sẽ có sóng xung kích. Sóng xung kích này thì thường là các cái phòng khám nhỏ nó không có thể đầu tư được, tại nó rất là đắt, nó cả 600 triệu một cái lận, một cái máy rất là đơn, nhỏ thôi, bằng cái tờ giấy A4 này thôi đó, mà 600 triệu một cái. Và có sóng siêu âm trị liệu, sợ dòng điện trị liệu, sóng ngắn trị liệu, laser trị liệu, từ trường trị liệu, rồi sát paraffin, rồi hoặc là các cái môn mà nắn chỉnh bằng tay. Bây giờ mình bị lồi đĩa đệm C5, C6 thì mình phải dùng cái mõm gai nè. Đó, kỹ thuật viên ở đây nó sẽ dùng cái tay của nó ha, nó sẽ dùng cái một cái ngón tay tách ở cái C5, một cái ngón tay tách ở C6, tách nó ra cho nó có độ đàn hồi, thì nó không cái kẹt cái dây thần kinh ở đây. Đó, hoặc là nó khi mà chị bị C5, C6 thì chắc chắn cái chỗ này nè, nó phải bị lỗ liên hợp, nó bị hẹp rồi. Nó làm cho máu nuôi lên não nó rất là khó khăn. Nhức đầu, cảm thấy nhức đầu. Nó làm cho nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, say sẩm, muốn té, ù tai, khó ngủ, chẳng hạn vậy. Thì ở đây mấy em nó sẽ tách ra. Nó tách ra mà đây kỹ thuật rất là cao. Tại vì á, mình nhìn trên phim, khi mà chị đi điều trị thì nó có phác đồ, bác sĩ ghi ra cái chẩn đoán. Kỹ thuật viên sẽ nhìn vào cái chẩn đoán đó, cô này bị C6, C7. Hoặc là C5, C6. Có một số người á, là bị C3, C4. Tùy theo cái bệnh nhân, chứ không phải là bị cột sống cổ là bị hết. Không phải, tùy người. Đó thì dùng đau ở đâu người ta sẽ dùng ở cái đó, người ta kéo nắng, tách, chỉnh. Đó, lúc đó mình mới hết được. Vừa kết hợp bằng máy, vừa kết hợp bằng tay. Và vừa với có cái bài tập về nhà nữa, mình tập thêm nữa. Thì cái bệnh chị nó mới mau hết. Có một số người người ta nói là tôi đi trị vật lý trị liệu nhiều lắm rồi. Tôi đi chăm cứu nè, hỏi vật lý trị liệu là cái gì. Rồi tôi đi vô trong đó, phòng nó có châm cứu nè, ấn huyệt nè, kéo cho tôi nè, chiếu đèn hồng ngoại. Tôi làm cả năm trời luôn mà tôi thấy đỡ được cái 50% thôi. Nó không có đỡ nữa. Thì máy móc nó đâu có nhiều, nó đâu có thể tác động hết cho chị được. Còn ở phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, tất cả máy móc tôi nhập từ châu Âu hết. Và đó, giống phóng sự vừa rồi mình đã thấy rồi, máy móc tôi là máy móc hiện đại. Và khi mình tác động là những cái sóng sâu thôi. Ví dụ như tuần đầu đi, tôi cho sóng siêu âm là nó tác động sâu 5cm thôi. Nhưng mà tuần đầu mình cảm thấy cái bệnh nhân đó là tiến triển tốt thì thôi, mình theo cái phác đồ đó mình trị. Còn nếu mà tiến triển mà chậm quá, tự do cái bệnh nó quá nặng, tiến triển chậm, thì phải là dùng những cái sóng cao tần cao hơn, như sóng xung kích nè, hoặc là laser chẳng hạn vậy. Đó thì nó mới đáp ứng đúng cái bệnh của chị. Thì cái bệnh thực sự là bệnh chị không nặng, mà do là cái hướng điều trị của chị nó chưa có đúng. Cho nên là chị cần phải hôm nào đó chị rảnh đi, chị có thể là đem hết tất cả phim ảnh của chị theo tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi khám tư vấn, khám cho chị và tư vấn cho phác đồ, không có tốn tiền. Khi nào mình điều trị á, vật lý trị liệu thì mình mới tốn tiền, mà nó cũng không có là nhiều. Chẳng hạn như một lần kéo máy đi có 50.000 thôi, tuy là máy hiện đại nhưng mà giá tiền rất là rẻ, 50.000 một lần kéo.
À, rồi sóng siêu âm cũng 50 ngàn, chạy điện 50 ngàn, ví dụ như là cái cổ vai giống như chị nói ha, là khoảng 5 phát đồ, 5 phát đồ là khoảng tầm 270 ngàn một ngày thôi đó, thì chị nhân lên cho 7 ngày thì nó khoảng tầm 1 triệu mấy một tuần đó, là cái bệnh của mình nó đỡ. Chứ bây giờ chị uống thuốc là cái dạ dày chị không chịu nổi. À, thì nếu những người mà đau dạ dày nhiều quá thì mình khỏi cần uống thuốc, mình chỉ điều trị vật lý trị liệu không thôi, thì cái bệnh của mình nó lâu hơn so với những người mà vừa kết hợp thuốc mà vừa điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu đó. Thì chị có hiểu rõ là như vậy rồi, hôm nào đó có dịp rảnh thì chị có thể tới phòng khám của chúng tôi, đem hết tất cả phim ảnh mà hồ sơ khám hoặc là toa thuốc của chị uống để xem chị sẽ dị ứng cái thuốc nào, chị không chịu thì lúc đó tôi lại trừ ra cho chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi ở Dầu Tiếng Bình Dương. Thưa quý khán giả, vật lý trị liệu đang là một trong những phương pháp cho hiệu quả cao trong việc điều trị bệnh thoái hóa cột sống và xương khớp. Thì phương pháp này sẽ góp phần mang lại những cái hiệu quả như thế nào? Tiếp tục chương trình hôm nay, trân trọng kính mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi một cái đoạn phóng sự thứ hai của chương trình. Khi hệ thần kinh cột sống bị tổn thương, người bệnh cần có một phương pháp điều trị hiệu quả. Vật lý trị liệu là một trong những phương pháp điều trị bệnh được rất nhiều người lựa chọn, điều trị các bệnh cơ xương khớp và cột sống. Nhiều bệnh nhân hồi phục sau khi điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức. Sau 3 trận điều trị thì đi đứng thoải mái, mà ngồi dậy thì là nghiêng sơ qua là coi như ngồi dậy bình thường. Chứ mỗi lần tôi phải lần cái tay tôi chứ còn không nó đau, chịu không nổi. Trong 3 tuần điều trị ở đây, tôi thấy cái vật lý trị liệu này tôi thấy rất là kết quả. Theo tôi thì tôi thấy là cái bệnh của tôi có thể giảm hết 70-80%. Trước kia là có cái triệu chứng đau lưng, thành nên mới đi vô bệnh viện 115 chụp em trai cộng hưởng từ, thì phát hiện là L2, L3, L3, L4, L4, L5. Thì quá trình ở bệnh viện đó thì cho uống thuốc về 14 ngày. Nó chỉ bớt cái đau thôi, nhưng còn cái loại đĩa đệm thì nó không thể nào vào được. Thì tình cờ thấy cơ sở Ngọc Đức này, thấy cách trình bày của bác sĩ Ngọc nó rất thuyết phục mình và nó giống như cái bệnh của mình. Thành mình mới ở nhà mới đến cơ sở Ngọc Đức này. Quá trình phục hồi ở đây rồi cũng giống như động tác của mấy em chuyên viên ở đây thì làm rất là nhiệt tình. Cộng tác thêm cái mô mềm rồi bấm huyệt, rồi nén, hạn như bên đây là nén đó. Nói chung là có đầy đủ, mình thấy nó nếu nay bữa nay nữa mình nằm đúng là 8 ngày thì cái bệnh mình thấy nó nhẹ nhõm vô có thể là 60%. Trong khi mà mình bước vào cơ sở này, mình có tìm hiểu rất là kỹ về, mình có hỏi khoảng 20 mấy bệnh nhân ở đây mà chuẩn bị ra viện, rồi mình có hỏi từng người, mình hỏi cách, có người thì một tuần, có người 2 tuần, có người 1 tháng, tùy theo cái bệnh nặng hay nhẹ. Nhưng mà mình hỏi bệnh nhân nào họ cũng nói là trên 60% chứ không bao giờ dưới. Mình thấy mình rất mình an tâm, cho nên mình đặt niềm tin ở cơ sở Ngọc Đức này. Điều trị vật lý trị liệu tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, người bệnh được thăm khám với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong việc chữa trị cơn đau nhức toàn thân, cột sống hay những vùng khác trên cơ thể như bàn chân, đầu gối, vai, khuỷu tay, cổ tay. Các kỹ thuật viên lành nghề giúp bệnh nhân thư giãn các mô cơ xấu, giảm đau nhức và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị bằng phương pháp nắn chỉnh thần kinh cột sống để người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cuộc trao đổi với bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối máy với điện thoại để đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ trong chương trình hôm nay ạ. Alo. Alo, xin chào khán giả ạ. Dạ, tôi nghe đây. Xin chào khán giả của mình đang liên lạc với chương trình từ đâu đây ạ? Ở Bà Rịa Vũng Tàu, bác sĩ ơi. Dạ rồi, bây giờ thì mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ đây ạ, chị nói đi ạ. Dạ, tôi có cái bệnh là hai cái chân tôi nó thường hay bị rút á, mà nó rút, mỗi lần nó rút là nó giống như là nó bị chuột rút á. Nhưng mà nó hay bị thường xuyên á. Mà người ta nói là cái đó là có phải là nó bị rút cơ hay nó bị rút cơ hay không? Mà tôi đi điều trị nhiều lần á thì nó không khỏi. Bác sĩ hướng dẫn cho tôi phải điều trị như thế nào cho khỏi. Mà mỗi lần hai cái chân tôi nó bị rút là nó hay vào, nó rút vào ban đêm nhiều.
mà mỗi lần nó rút như vậy là mấy cái đầu ngón chân á nó cứ cong lại á, nó không được bình thường á, mà nó đau lắm bác sĩ ơi. Bác sĩ cho tôi biết được hướng dẫn cho tôi phải điều trị như thế nào cho khỏi bác. Dạ, trường hợp của cô là cô có thấy là thỉnh thoảng mình đau lưng rồi gì không cô? Đau lưng, đau mông gì không? Đó thì cũng đau thường, thỉnh thoảng nó cũng có đau. Đó thì theo cái mô tả như vậy thì tôi nghĩ cô là bị cái thần kinh tọa đó. Thần kinh tọa là do cái chèn ép từ cột sống, từ trên cái cột sống thắt lưng á cô. Nó có hai nguyên nhân, một là do cái mình bị thoái hóa cột sống lưng, hoặc là gai, hoặc là thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng. Nó gây chèn ép cái chùm rễ thần kinh đuôi ngựa, là trong y học nó gọi, còn trong dân gian người ta hay gọi là thần kinh tọa. Đó, nó sẽ đau từ lưng xuống mông xuống chân. Còn nếu á mà mình không có đau lưng mà mình bị hai chuột rút về đêm như vậy thì cũng có thể là do suy van tĩnh mạch nữa. Thì cái đó là hôm nào đó cô nên đi khám. Cô nên lên đi khám để mà mình xem. Mình làm hai cái luôn. Một cái là mình siêu âm mạch máu để mình xem mình có bị siêu van tĩnh mạch hay không. Và mình nên chụp một cái X-quang hoặc một cái cộng hưởng từ MRI để mình xem mình bị có thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng do chèn ép với dây thần kinh hay không. Nó mới dẫn xuống cái chân của mình. Cái trường hợp mà hai cái siêu van tĩnh mạch hay là cái thoái hóa cột sống đi, cột sống thắt lưng đi, nó đều làm cho cái ban đêm nó dễ bị giống như là chuột rút vậy đó. Nó co thắt cái cơ lại, các ngón tay nó co, nó cái ngón chân nó quắp lại, nó quắp cứng ngắc hà, cái lá nữa từ 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 cái bắt đầu nó mới thả lỏng ra, nó mới hết được. Mà nó đau rồi nó quặn cái bắp chân luôn, hoặc là quặn cái nơi mà nó bị co chuột rút. Trường hợp của cô á là cô nên đi khám sớm để mà cứ lâu thì mỗi cái độ mà nó tăng dần lên, nó tăng dần lên. Thay vì bây giờ hả, có một số là vài ngày người ta mới bị, nhưng mà người ta liên tục vậy đó, nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình mất ngủ nữa. Thì cô phải đi khám sớm đi. Nếu có dịp nào đó cô vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ cho cô đi chụp hình, hoặc là nếu mà bây giờ cô đang chưa có thời gian sắp xếp được thì mình ở dưới tỉnh mình xem thử dưới tỉnh mình có chụp cộng hướng từ MRI đi, mình biết được cái bệnh rồi, rõ ràng cái bệnh rồi thì lên tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi để mà điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, để mình điều trị tận gốc luôn thì cái bệnh mới hết. Chứ cần đừng có để mà lớn tuổi mà mình đang ngủ mà mình để chuột rút như thế này, đã làm cho mất cái giấc ngủ luôn, thì nó sẽ ảnh hưởng hôm sau nó làm cho mình cao huyết áp nè, nó làm không ngủ được luôn, cả nó rút cả đêm luôn, nó không ngủ được đó. Nó làm cho mình là mà không ngủ được á, là cái ngày hôm sau mình làm việc không hiệu quả. Cái thứ hai nữa là làm cho huyết áp tăng nữa. Huyết áp nó cao lắm, mấy người đó là ngày hôm sau là nó cái đầu nó nặng trịch hà đó. Cho nên là cô phải đi khám sớm để mà có cái có mà tìm ra được cái bệnh cho nó rõ ràng, và mình điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Nếu bây giờ mình chưa khám được á thì cô có thể kêu con của cô á lấy một cái điện thoại cảm ứng thôi, gõ ghi là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức á, thì trên đó tôi có cái bài tập về cột sống lưng trước khi đi ngủ á. Cô đi tập bài tập đó, cô tập bài tập về cột sống lưng á để cho nó thư giãn cơ, nó thả lỏng. Và trước khi mình bước xuống giường thì mình tập khoảng chừng 3 động tác. Trong đó tôi có 11 động tác, thì trước khi mình ngủ dậy á, mình bước xuống giường mình tập 3 động tác, và chuẩn bị đi ngủ thì mình tập 3 động tác chẳng hạn vậy. Rồi trong ngày mình tập và mình tập 5-6 động tác vậy đó, mình cứ chia ra cho nó đỡ, rồi khi nào có thời gian thì mình tới phòng khám của chúng tôi ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi đã gửi đến fanpage của đài. Khán giả có nickname là Hương Nguyễn thì hỏi rằng là chị bị thoái hóa gai sơ xương dưới sụn, lồi để đệm nhẹ, và cách chữa trị nào thì hiệu quả, bác sĩ có thể tư vấn. Trường hợp chị thì cũng giống như trường hợp của cái chị mới nãy ở Thủ Dầu Một đó. Cũng là thoái hóa sơ xương dưới sụn và lồi để đệm nhẹ. Trường hợp của chị là cần phải điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Chứ bây giờ mình có bệnh mình đã biết rồi, mình cũng đã dùng thuốc rồi, chắc chắn mà đi chụp phim không ai mà không cho thuốc hết á. Bác sĩ nào cũng phải cho thuốc, nhưng mà cho thuốc uống thì nó sẽ đỡ một thời gian, sau đó nó cũng sẽ tái lại thôi. Và sau này nó ảnh hưởng tới dạ dày, có dạ dày của mình rất nhiều. Có một số người vậy nè, không biết có cách điều trị á, cứ là uống thuốc cho tới là 2 năm trời, là uống riết mà cái bao tử giờ chịu không nổi, nó phá cái bao tử. Mà không uống thì nó nhức quá chịu không nổi. Không uống là đêm hoặc là thời tiết mà thay đổi, nó se lạnh hoặc là từ lạnh sang nóng đi, là lúc đó là nó cũng ảnh hưởng hết mấy cái khớp, nó làm cho nhức khó chịu. Thì mình phải dùng đến thuốc, mà dùng tới thuốc thì nó lại đau dạ dày. Cho nên là trường hợp của mình đó là bệnh lý nó vẫn còn nhẹ. Có một số người vậy nè, bệnh lý giống như chị nhưng mà bệnh lý nhẹ thôi mà lại đau nhiều. Có nhiều người hả thiệt là nặng, có một số người thoát vị chỉ 2 mm thôi mà lại đau dữ dội lắm.
Còn có một số người ha, thoát vị tới 4 mm mà lại cái bệnh thì nó lại không đau nhiều. Đó là do là cơ địa của mỗi người, cái đáp ứng của mỗi người. Thì chị cần phải hôm nào đó chị có dịp chị đem hết tất cả phim MRI đồ theo tới với chúng tôi sẽ có những cái phương pháp vật lý trị liệu như kéo giãn cột sống nè, siêu âm trị liệu nè, sóng xung kích trị liệu nè, sóng laser trị liệu chẳng hạn. Vậy nó có nhiều cái phương pháp tác động vào, đặc biệt là trị liệu ở C5-C6 thì các kỹ thuật viên sẽ dùng tay tách, kéo nắng, nắng chỉnh, người ta gọi là nắng chỉnh cột sống á, nắng chỉnh thì lúc đó đĩa đệm nó trở về vị trí ban đầu thì lúc đó hết. Và cái bệnh của chị thì nó như thế này, dễ dàng nhận biết. Ví dụ như mình bị khối u đi ha, mình biết nó hết hay không, mình không thể nào mình biết được. Muốn vậy mình phải siêu âm lại, mình xem ở cái khối u to hay nhỏ chẳng hạn vậy. Còn đối với bệnh lý về cột sống, cái bệnh lý của chị ha, chị cảm nhận mỗi ngày. Chẳng hạn bây giờ nè, tôi đau thường xuyên, mà tới điều trị của chúng tôi mới 3 ngày thôi, tôi thấy tôi giảm được 20% rồi chẳng hạn vậy. Hoặc là trong cái tuần thứ 2, điều trị thêm tuần thứ 2 thì tôi giảm được 40%, là chính cái cơ thể của mình đã tự cảm nhận cái bệnh của mình. Thì nó sẽ làm cho mình, nó rất là làm cho mình thấy thoải mái nè. Lúc trước thì tôi ngủ không được, bây giờ tôi tới tôi điều trị tôi đã ngủ được rồi. Và đặc biệt phòng khám phục hồi của chúng tôi, phục hồi chức năng hợp đức của chúng tôi thì có chỗ cho bệnh nhân ở lại xa, mà cũng rất là chi phí rất là rẻ, chỉ có 70.000 một ngày thôi. Nó cũng bình dân, cho nên là hơn vào đó chị sắp xếp và cầm hết tất cả phim ảnh lên để chúng tôi sẽ xem phim và cho chị phát đồ điều trị. Xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại nghe một câu hỏi nữa của khán giả vừa gửi đến chương trình đây ạ. Chào bác sĩ, tôi thì đi khám bác sĩ và bác sĩ đã định bệnh tôi là tôi bị thoái hóa hai đốt sống cổ, và tôi thường bị mỏi gáy và đau hai vai mỗi khi mà tiết trời nó thay đổi là nó lạnh. Theo dân gian thì tôi thường lấy đồng bạc và dầu gió để mà bôi để đánh gió khi chỗ đau nó lên những cái li ti màu đỏ tím thì cũng thấy đỡ đau. Tôi xin hỏi bác sĩ như thế này, việc đánh gió đó có ảnh hưởng gì không? Biện pháp tốt nhất để giảm đau mỗi vai gáy thì sẽ làm thế nào? Tôi mong bác sĩ để giải đáp. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi cũng rất là thú vị đúng không ạ? Trường hợp của chú là đau mỏi cổ vai gáy là do cái thoái hóa hai cái đốt sống, là chú đã nói rồi, để đi khám rồi là mới biết được là thoái hóa, do cái thoái hóa nó mới làm cho đau mỏi cổ vai gáy. Ở dưới quê á, thì mỗi lần đau ở đâu là bắt đầu là cạo gió. Ở thành phố thì giờ nó đỡ hơn, người ta chỉ chườm nóng hay này kia thôi. Còn ở dưới quê mỗi lần đau có là bắt đầu cạo gió, cái đã thấy nó càng đỏ càng tím, giống chú nói đỏ mà tím luôn thì càng lại thích. Thực sự là khi mà mình đang đau mỏi như vậy á, là chú cạo như vậy là nó làm cho vỡ cái mạch máu, nó tím và li ti .. là mạch máu nó bị vỡ đi. Cái đó không tốt. Tốt nhất á là mình phải điều trị, mình đã thoái hóa cuộc sống rồi thì tại sao mình không điều trị tận gốc, mà mình để cho mỏi cổ, mỏi vai, mỏi gáy rồi cái mình có một số người là dùng dầu nóng xoa bóp. Thì thực sự là vậy nè, bây giờ mình đang đau đi, mà ai mà có chỉ cần một cái tác động thôi, một cái tác động vào cái chỗ điểm đau đó thì nó làm cho người ta rất là dễ chịu, làm cho thoải mái. Thì trường hợp của chú cũng vậy, khi mà mình cạo, lúc đó mình đang đau, mình cạo, mình mất cái cảm giác đau của cột sống cổ vai gáy, mà mình đau là cái vết cạo thôi. Mình cắt xong sau đó mình thấy khỏe, nhưng mà nó khỏe ở một thời gian, chẳng là một ngày hai ngày thôi, chứ nó không có thể nào là khỏe hết, mà thời sau này nó sẽ là tái đi tái lại nữa. Trường hợp của chú là sau này có đau thì đừng có nên cạo gió, mà có đau á thì mình nên lấy chườm nóng, mình lấy cái bao mình chườm nóng nè, hoặc là mình massage, cái người nhà massage cơ nhẹ nhàng cho nó đỡ đau thôi. Tốt nhất là phải điều trị tận gốc, đó là cái phương pháp giải pháp tạm thời thôi. Mình á mà muốn tận gốc thì giống như tôi nói là phải điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Mình mới thoái hóa cuộc sống thì nó gây chèn ép dây thần kinh, nó mới đau mỏi vai, mỏi gáy, mỏi cổ. Thì tại sao mình không sẽ dùng những cái phương pháp kéo nắng, nắng chỉnh để cho nó trở về cái vị trí ban đầu, nó tạo ra cái lỗ liên hợp cho nó rộng rãi đi, thì lúc đó mình sẽ không bị, sau này nó sẽ không lan xuống tai nữa và nó không làm cho mình tê tai. Chứ còn để lâu là ít bữa thỉnh thoảng nó sẽ làm cho tê tai, mà tê sau này nó sẽ cái cơn tê nó thường xuyên hơn thì nó dẫn tới vấn đề teo cơ, nó rất là khó trị. Còn mới thì mình trị thì nó sẽ dễ hơn. Thưa bác sĩ, còn một ít phút nữa còn lại của chương trình hôm nay thì Hoàng Thư thấy là bác sĩ cũng có đem theo những cái gối nó có cấu tạo rất là đặc biệt. Thì không biết rằng là những cái gối này nó sẽ hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà điều trị những cái triệu chứng liên quan đến đau mỏi cột sống cổ, đau mỏi vai gáy. Bác sĩ có thể giới thiệu đến với khán giả của chương trình. Dạ vâng, thì nãy giờ
có một số người nói về cái hôm nay chủ đề của chúng ta nói về vấn đề về cột sống cổ không thôi, nhưng mà đa phần là bị các cột sống cổ, cột sống thắt lưng. Thì hôm nay tôi cũng có đem một số cái gối để hỗ trợ về cột sống đối với những người mà người ta chưa có thời gian điều trị, thì hoặc là điều trị thì nên có những cái gối như thế này. Mình thấy cái gối này gối chuyên biệt của cột sống nè, nó vừa uốn lên vừa đó. Ở đây nó có cái chỗ trũng, nó vừa cao lên mà nó có cái chỗ trũng. Thì cái này là dành cho những người mà về cột sống cổ. Đây mình thấy cột sống cổ của mình nè, nó đâu có bằng phẳng đâu. Cái đầu thì nó nhô ra phía sau mà cái cổ thì nó trũng vô trong. Ở đây cái gối nó cũng làm trũng y chang vậy. Đó, cái phần nhô cao thì nó vô cái phần trũng, cái phần thấp thì để ngay chỗ cái đầu. Đó, nó làm như thế này nè. Khi mà mình nằm nó thoải mái lắm mà nó dễ chịu, nghiêng qua cũng được mà nghiêng lại cũng được. À, cái gối này là cái gối hỗ trợ đối với những người mà chưa bị về cột sống cổ á, thì nằm nó rất là dễ chịu và nó ngăn ngừa, nó không có để cho bệnh nhân mà bị những có một số người có cái thói quen á đau cột sống cổ cho nên là nằm bằng cái khăn thôi, lót cái khăn thì nó thấp càng quá đi mỏng, cái đó nó gập dạ. Nó càng gập như thế này nè thì cái càng hẹp hơn nữa, à cái thành ra là sau này người ta không thể nằm gối cao được. Thì có gối này ta nó cao quá không được, nằm phải nằm cái gối giống y chang vậy thì nó đúng vào cái khuôn của nó. Nó đúng cái khuôn của nó thì lúc đó mình mới hết bệnh. Mà nó rất là chi phí rẻ, có 190.000 thôi mà nó lại hỗ trợ về cái cột sống cổ của mình. Và đặc biệt đây là cái gối lưng nè, nó có hình bán nguyệt như thế này. Nó sẽ uốn theo cái cột sống thắt lưng. Đây nhìn cái mô hình đi. Đây cái lưng nè, nó sẽ cong, nhưng mà khi mà người ta mà đa cột sống nó không có như thế này, nó mất đi cái đường cong rồi. Dạ. Nó cứ phải thẳng như thế này nè, nó khó như chịu, nó cứng. Nó đơ. Dạ. Đó cho nên là có cái gối như thế này để làm, đó nó mới ôm được cái đường theo đường cong. Đây là cột sống bình thường. Còn cột sống mà đã bị thì nó không như vậy ha. Đó, mình tạo ra cái đường cong bình thường cho nó như thế này thì nằm 15 phút thôi hoặc là tới nửa tiếng thôi, nó làm cho cơ rất là thư giãn. Hôm nào mà mình đau mình đi làm về mà mỏi mình đau mình nằm xuống ha, cái gối ha thì rất là dễ chịu, có 140.000 cái. Còn cái gối cổ này á, thì nằm ngủ nguyên đêm luôn, thay thế không nằm cái gối bình thường nữa. Cái gối bình thường bây giờ thử đi quý khán giả, có thể nằm mình nhìn đi, mình thấy là cái tay mình lòn qua được. Còn cái gối đặc biệt cái gối này mình lấy tay mình lòn không được, tại nó là cái khuôn nó ôm vô rồi. Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ và những thông tin trao đổi rất là thiết thực của bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc. Thưa quý khán giả, đau đầu hay là đau mỏi vai gáy thì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Và nếu như không được điều trị một cách kịp thời thì bệnh có thể trở nặng, nghiêm trọng và khiến cho cơ thể của người bệnh bị suy nhược. Vì thế nếu như chúng ta có những cái triệu chứng này thoáng qua trong cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi khuyên là mọi người nên đi khám sớm để phát hiện nguyên nhân và có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Hoàng Thư cũng hy vọng rằng là qua những thông tin mà bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đã chia sẻ trong suốt 60 phút của chương trình giúp cho quý khán giả đã hiểu hơn về những cái bệnh lý đau đầu, đau mỏi, vai gáy cũng như là phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đã dành thời gian đến chương trình trong ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình truyền hình trực tiếp bác sĩ gia đình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương cũng xin được khép lại. Nếu như quý khán giả còn cần những câu hỏi tư vấn thì có thể tiếp tục liên lạc đến những số điện thoại đang chạy trên chân của màn hình, và Hoàng Thư cũng xin được thông báo là 0907-289-505, 0906-700-345. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chương trình Bác sĩ Gia đình hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tương tác cũng như những câu hỏi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp với các trang thiết bị hiện đại nhập từ châu Âu, tận tâm y đức trong việc tư vấn thăm khám và điều trị để đạt được hiệu quả trị liệu cao nhất trong việc đem lại sức khỏe, cuộc sống tinh thần một cách mỹ mãn, hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh.